Tủy tinh thể là một bộ phận trong suốt của mắt, giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc. Tủy tinh thể nếu không còn trong suốt mà trở nên mờ đục, sẽ ngăn cản không cho ánh sáng đi qua, dẫn đến mờ mắt. Bệnh lý này được gọi là đục tủy tinh thể. Trong giai đoạn đầu của bệnh, người bệnh có thể nhận thấy một chút mây mờ do chỉ có một phần nhỏ của thể thủy tinh bị ảnh hưởng. Khi đục thủy tinh phát triển khiến thị lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bác sĩ sẽ đề nghị bệnh nhân phẫu thuật. Hiện nay, phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể tiên tiến và phổ biến nhất là phương pháp phaco. Phẫu thuật sử dụng một thiết bị siêu âm giúp phá vỡ và hút bỏ thủy tinh thể bị đục, sau đó thay thế bằng một ống kính nội nhãn, nhờ đó giúp khôi phục thị lực. Thì tôi đến lần đầu tiên thì tôi làm mắt trước thì sáng tốt, rồi bắt đầu tiếp tục là tôi làm cái mắt thứ hai thì cũng là sáng tốt luôn. Tôi đã phẫu thuật một mắt rồi nhưng thấy như vậy là rất an toàn và tuyệt đối là an toàn, về nhà nó mắt sáng sủa, không có tím bầm, không có gì cả, không chảy máu. Với mục tiêu loại bỏ đục thủy tinh thể bằng một vết rạch nhỏ hơn, ít đau đớn hơn và phục hồi nhanh chóng hơn. Những đổi mới về công nghệ như việc chế tạo kính nội nhãn mềm có khả năng xếp lại đưa vào mắt thông qua vết rạch nhỏ khoảng từ 2,2 đến 3mm, giúp cải thiện kết quả phẫu thuật. Khám mắt tổng quát sẽ xác định mức độ của đục thủy tinh thể và phương pháp phẫu thuật phù hợp với bệnh nhân. Trong trường hợp nếu đục thủy tinh thể quá dày đặc, bác sĩ sẽ cân nhắc hơn việc thực hiện phẫu thuật ngoài bao theo phương pháp cũ. Các chẩn đoán bao gồm đo thị lực dưới cường độ ánh sáng cao và thấp, dùng kính hiển vi kiểm tra cấu trúc mắt và độ co giãn của đồng tử, đánh giá tầm nhìn và đo áp lực nội nhãn, soi đáy mắt. Bệnh nhân cũng phải khám sức khỏe toàn diện trước khi phẫu thuật nhằm giúp các bác sĩ lường trước được những tác nhân khác có thể ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật, cũng như dự đoán được kết quả và hạn chế các biến chứng có thể xảy ra. Bệnh đục thể thủy tinh là một cái bệnh kinh mù hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới, và tỉnh Lâm Đồng cũng vậy. Trong thời gian qua ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, chúng tôi tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị đục thể thủy tinh. Ước tính thì khoảng hơn 3.000 bệnh nhân trong một năm qua chúng tôi đã phẫu thuật đục thể thủy tinh cho bệnh nhân. Và có một cái đặc điểm mà hầu như là đặc điểm chung của rất là nhiều bệnh nhân ở Việt Nam cũng như là ở Lâm Đồng, đó là bệnh nhân đến với chúng tôi với một cái thị lực rất là thấp, bệnh nhân rất là ngại phẫu thuật, ngại nghe đến chữ phẫu thuật, bệnh nhân rất là ngại và bệnh nhân không muốn phẫu thuật cho đến khi nào mà thị lực nó quá thấp, không đảm bảo được sinh hoạt, bệnh nhân mới đồng ý để bệnh viện để phẫu thuật. Đó là những cái bất lợi cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ phải chịu một cái khoảng thời gian rất là dài, phải sống trong một cái điều kiện thị lực rất là kém. Có một số bệnh nhân đến với chúng tôi đã có những cái biến chứng, ví dụ như là đục thể thủy tinh quá chính hay đục thể thủy tinh căng phồng, nó làm tăng nhãn áp lên, bệnh nhân đau nhức và phải đến bệnh viện để chữa trị. Lúc đó thì cái hiệu quả của phẫu thuật thể thủy tinh nó không còn cao và không thể đạt được cái thị lực tối đa sau cái phẫu thuật. Cái đặc điểm của bệnh nhân ở Lâm Đồng đó là bệnh nhân thường đến phẫu thuật rất là muộn khi mà thị lực rất là thấp, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà ở vùng sâu vùng xa, những các cái huyện ở xa thành phố Đà Lạt thì cái tình trạng này càng nặng hơn, và hầu như là bệnh nhân đến với chúng tôi những cái giai đoạn, có những bệnh nhân đến với chúng tôi những giai đoạn đó là không còn nhìn thấy đồ ăn để ăn, không còn nhìn thấy mặt của các con cháu trong gia đình. Và sau khi mà chúng tôi thực hiện những cái cuộc phẫu thuật như vậy thì chúng tôi thấy rất là ý nghĩa, bệnh nhân nhìn tìm lại được ánh sáng sau một thời gian rất là dài bị mất ánh sáng. Một số bệnh nhân có thể sẽ phải sử dụng kháng sinh trước khi phẫu thuật để hạn chế nguy cơ bị nhiễm trùng. Nếu bệnh nhân bị đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, phẫu thuật chỉ được tiến hành riêng lần lượt từng mắt. Khi mắt đầu tiên phẫu thuật lành hẳn, mắt còn lại mới được cân nhắc phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, sẽ được theo dõi trong một khu vực riêng. Nếu cảm thấy buồn ngủ và bị đau mắt hoặc khó chịu, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ để được kê thuốc thích hợp. Một số phản ứng phụ khác có thể xảy ra là đau dữ dội, buồn nôn, nôn mửa. Nếu gặp các triệu chứng trên, bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ phẫu thuật ngay lập tức.